Mẫu giày lười của Timan tôn lên vẻ đẹp duyên dáng nhưng không kém phần năng động và thời trang là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em hiện nay. Chất da cao cấp siêu mềm mại, siêu êm ái, lên chân siêu chuẩn form ép hơi lửa với nhiệt độ cực cao. Chất da vẫn không bị cháy xém hay bị co rút. Điều này minh chứng thêm về sự bền bỉ vượt trội của da nguyên tấm loại 1. Ngoài ra, giày còn không hề bị thấm nước và sẽ vô cùng yên tâm khi đi dưới trời mưa hay vô tình gặp phải nước. Với thiết kế phần đế giày có độ nhám, các chị yên tâm mang trên đường trơn, than ướt mà không lo trơn trượt hay té ngã. Còn đây là lớp lót da mỏng, chịu lực cực tốt, dù đế cao nhưng đi lâu không gây mỏi, không gây đau chân. Mời tất cả các chị để lại số điện thoại bên dưới để được tư vấn và nhận giá ưu đãi ạ.